Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã gây ấn tượng mạnh khi trở lại sàn diễn và đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Universe Việt Nam 2024. Với phong thái tự tin và khả năng biến hóa đa dạng, cô nàng đã tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Từ trang phục dạ hội đến áo tắm, Kỳ Duyên đều chinh phục hoàn toàn khán giả. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư công phu đã giúp nàng hậu để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Rất nhiều khán giả, bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng đến Kỳ Duyên qua bài đăng của cô trên Facebook. Có mặt tại đêm chung kết để theo dõi, Lệ Quyên cũng đã có động thái chúc mừng chiến thắng của Kỳ Duyên. Tuy nhiên, không ai ngờ chỉ với một câu chúc mừng, nữ hoàng phong trà lại vấp phải phản ứng trái chiều từ một bộ phận cư dân mạng. Bất ngờ bị mỉa mai, Lệ Quyên không ngại đáp trả thẳng mặt khiến netizen không khỏi chú ý. Cụ thể, sau khi Lệ Quyên bình luận chúc mừng Kỳ Duyên trên bài đăng của Tân Hoa hậu, một vài netizen lại đá xéo nữ ca sĩ Thảo Mai đi ủng hộ em gái Emily nhưng lại vào chúc mừng Kỳ Duyên. Lệ Quyên sau đó đáp trả, chị nghĩ Duyên không hề hãnh diện với fan không văn minh lịch sự, chúc mừng cũng không thấy hài lòng. Các em đừng để hình ảnh của Duyên bị ảnh hưởng bởi sự vô duyên sân si kém cỏi của các em. Đừng để người khác nghĩ oan cho Duyên và đánh giá là rau nào sau đó. Chị và phía chị luôn tử tế, cư xử biết trên biết dưới, vui vẻ chứ chị chẳng có nhu cầu giả lả với ai, nhớ nhé. Sau khi vỗ mặt tài khoản mạng xã hội trên, Lệ Quyên còn chụp màn hình bình luận và đăng tải lại trên trang cá nhân. Bạn gái Lâm Bảo Châu không khỏi bức xúc, lạ vào chúc mừng cô bé cũng bị cà khịa, thời buổi gì loạn vậy. Bài đăng của Lệ Quyên khiến nhiều cư dân mạng bàn tán rôm rã. Bên cạnh ý kiến đồng tình với cách đáp trả thẳng thắn của Lệ Quyên, thì một số cư dân mạng cho rằng bình luận cà khịa chưa hẳn là fan của Kỳ Duyên, có thể chỉ là thành phần kích girl trên mạng xã hội mà thôi. Phản ứng của Lệ Quyên hơi nóng vội và quy chụp. Lệ Quyên nổi tiếng với giọng hát hay, nhưng hành xử của cô thường xuyên gây ra tranh cãi trên cộng đồng mạng. Không dưới một lần Lệ Quyên gây xôn xao vì những màn đốp chát cực căng với cư dân mạng, khiến ai nhìn vào cũng đều ngỡ ngàng. Trước đó, đêm chung kết Miss Universe Việt Nam 2024 gây xôn xao khi Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà đều có mặt dưới hàng ghế khán giả để theo dõi chương trình. Đặc biệt, cả hai cùng lúc trả lời phỏng vấn của hai MC của chương trình khiến nhiều người bất ngờ. Màn phỏng vấn Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên trong cuộc thi đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Việc ban tổ chức sắp xếp như vậy đã khiến nhiều khán giả cảm thấy không hài lòng. Nhiều người cho rằng ban tổ chức đang cố tình tạo ra những drama để thu hút sự chú ý. Trước những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, nhà sản xuất giám khảo Hương Giang lên tiếng, phỏng vấn vô tình thôi, tôi biết gì đâu. Về phía tân Miss Universe Việt Nam 2024, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Trong 10 năm qua, Kỳ Duyên nỗ lực hoàn thiện bản thân, đảm nhận nhiều vị trí huấn luyện viên giám khảo cho nhiều cuộc thi như The Look Việt Nam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Việt Nam mùa 4, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, Miss Venice Việt Nam 2022. Sau lần bỏ lỡ cơ hội thi Miss World vì những ồn ào không đáng có, Kỳ Duyên tái xuất để thực hiện ước mơ. Trong Miss Universe Việt Nam, Kỳ Duyên liên tục lọt top những thí sinh ấn tượng, cô dẫn đầu bảng điểm trước thềm chung kết, chiến thắng giải người được yêu thích nhất. Trong đêm bán kết, cô lọt top 5 trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất, top 5 trình diễn bikini đẹp nhất.